Chào quý anh chị em đã quay trở lại với kênh Chú Ông TV. Và bước sang thềm năm mới, xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị, quý anh chị em một sức khỏe an khang, an lành, làm ăn phát đạt, tấn tới và nhiều lộc mới trong năm 2021. Xin mời quý anh chị em theo chân Hoàng đến đây, Hoàng review một bức tượng cá chép hóa long rất là khủng và độc lạ ở vùng đất Tây Nguyên. Đó là một bức tượng đạt độ nặng đến 21 tấn, thưa quý anh chị em. Được chạm trổ, đục tạc, những nét tinh xảo rất là hài hòa trong bức tượng cá chép hoa long này. Và đây là một chất liệu rất là đẹp, đó là cẩm thạch, thưa quý anh chị em. Và xung quanh bức tượng này được tạo nên những chú cá cuốn lượn và những họa tiết như hoa sen, lá sen và những sóng nước rất là độc lạ và là sự tượng trưng cho sức mạnh vươn lên trong cuộc sống, ý chí bền chặt và sức mạnh trước sóng gió phong ba. Vâng, 2020 đã qua, nhưng chúng ta nhìn lại thì quá nhiều biến cố. Thiên tai, bão lụt, bệnh dịch hoành hành. Và bước sang 2021, chúng ta hãy vươn lên. Và đây là một bức tượng tượng trưng cho chúng ta, để chúng ta làm một cái niềm tin và một sức mạnh để thôi thúc chúng ta làm lại những gì để mới mẻ hơn trong năm 2021, để chúng ta thành công hơn, thành đạt hơn và ăn nên làm ra, sức khỏe bền bỉ, vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Hoàng xin chúc cho quý anh chị em có những sự lội ngược dòng thành công trong năm 2021 để bù lại những gì mất mát trong 2020. Và năm mới, chúng ta hãy nói chuyện mới, làm mới, cách nghĩ mới, tất cả phải làm mới. Xin cảm ơn. Video đến đây xin được tạm dừng. Khi thấy hay, quý anh chị em nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới về sau. Xin chào, hẹn gặp lại.